Bây giờ thì có lẽ rằng là một màn trình diễn rất là độc đáo mà Quốc Thái xin phép được giới thiệu quý vị nơi đây. Sau đây là một tiếng hát mà quý vị đã cùng với chúng tôi nghe rất nhiều trên trung tâm Asia cũng như là SPTN. Tiếng hát này đã đưa anh đi thật xa. Tiếng hát trầm bổng của anh đã làm cho nhiều người yêu mến anh. Và đặc biệt hơn hết với những nhạc phẩm đấu tranh, anh hát cũng rất hay. Bên cạnh đó, thưa quý vị, một nhạc sĩ đứng bên cánh trái Quốc Thái cầm cái đàn guitar để chuẩn bị cho quý vị nghe. Một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Trúc Hồ, thưa quý vị. Đấy. Quý vị vỗ tay yếu quá. Nhạc sĩ Trúc Hồ, thưa quý vị. Đấy, mình có. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Yeah. Ban tổ chức này nhiều tiền quá, đầu tư đèn chói quá. Khang xin kính chào tất cả quý vị có mặt buổi tối ngày hôm nay. Rất vui cho Khang cũng như Trung Hồ và tất cả các ca sĩ được đến đây để hát trong một buổi tối thật ý nghĩa. Chúng ta hãy làm trách nhiệm công dân của mình. Và để tiếp tục, có lẽ xin mời quý vị nghe một bài hát rất hay của Việt Khang. Nhạc phẩm Anh Là Ai. Nếu mà quý vị thuộc bài này xin hát chung với Nguyên Khang. Chứ thú thật với quý vị Khang không thuộc. Và một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc The Asia Band. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút thương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ mày. Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong giặc cầu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi. Dân tộc anh ở đâu, sao đan tâm làm tay sai cho thầu. Tiền ngàn sau khi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu hàng màu. Tôi không thể nói yên, khi nước Việt Nam đang ngàn nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay chiến miền tâm tôi. Tôi không thể nói yên, để đời sau cháu con tôi làm người. Tôi còn ở đâu, khi thế giới này đã không còn. Xin hỏi anh là ai? Sao mắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ mày. Tình yêu quê hương này, giấc mơ này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu, ngăn bước tôi trong dặm cầu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu, sao mắt tôi chẳng một chút nước tay. Xin hỏi anh ở đâu, sao đã tâm làm tay sai cho thầu. Ngàn sao khi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu hồng màu. Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngàn nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay chiến biệt thắng tôi. Tôi không thể ngồi yên, để đời sau cháu con tôi là người. Tôi ngồi ở đâu, khi thế giới này đã quý vị hát chung với Khang được không ạ? À? Chỉ có hai nốt Việt Nam thôi. Can we do that? Yeah. All right. Cội nguồn ở đâu,
thế giới này.